ta suy nghĩ một cách khác, người ta không chửi bới được. Chú Lý ơi, không phải là anh có dám chửi nhạn hay không em ạ, mà là mình là đàng hoàng mà, mình chửi cái gì, mình là con người, bây giờ đàng hoàng là chửi cái gì, ai lại chửi. Hiểu không? Đi làm phim về cái quan Căn bản là kiểu thằng Nhạc gì. nó cũng chẳng chửi với anh Việt cả, chẳng động chạm với anh Việt cả, nên là anh ấy không có gì đâu, chỉ phân tích ra những cái hay thôi đấy. Còn thử bây giờ mà thằng Nhạc nó cứ động chạm thì anh Việt xem hiểu cái sai ngay. Em ơi, anh bình thường thôi em ạ, nhưng nếu để mà nói em ạ thì anh cũng ít sợ lắm. Anh này, chị nghe cái câu này của em đúng không? Anh Hải nhá, anh Hải, thế á, thằng cu gấu gặp Sơn Thị Khuê tắt điện hết, mày mày gọi anh Sơn mày ra đây, anh Sơn mày gặp tao tắt điện luôn đấy. Anh Sơn gặp em Phương ấy lại mất điện luôn, mất điện luôn. Chia sẻ luôn anh Sơn với em xem nào, chia sẻ luôn anh Mày Sơn với gọi em xem anh nào. Sơn, mày bảo anh Sơn là chị, anh Sơn ơi, chị Phương chị hỏi, chị có bảo anh có phải là anh gặp chị Phương anh có tắt điện không, hỏi anh Sơn đi. Bất tình đấy, của bất tình đấy. Mà anh ơi, không, tại không phải bất tính đâu, anh Sơn, anh là anh của em nhiều năm rồi, tại vì em là đứa em gái út, cho nên là em là đứa là hậu, em ngang ngược, em ngang ngược mà không, em phải nói là em ngang ngược mà em mà nói chung là em lành hanh, cho nên là chẳng có một anh nào chấp em, ai không ai chấp em luôn, từ các anh không ai chấp em hết. Là quý em hiểu không? Quý em gái thì chấp làm cái gì em ạ? Đấy. Đấy à, em đi cả chị Sơn mấy lần à. Anh Sơn giờ chắc đi ngủ với chị nhỉ? Giờ chắc ngủ đấy. Sơn Mà định chị quê lấy anh. tiền không có liên quan đến em đâu mà hỏi làm gì ở Hoàng Tính. Chị có cần lấy tiền đâu em đừng nói thế, chị không cần lấy tiền, em đừng nói vậy. Nói làm gì? Cái việc việc ngoài lề em hiểu không? Chị nhá, chị mà cần lấy tiền á thì chị đã không đưa tiền tiền cho nó, em hiểu không? À tôi này, à to này, sao lại bảo là lấy khăn giấy cho anh là thế nào hả? À to này, anh có làm gì đâu mà bảo lấy khăn giấy cho anh làm gì nhỉ? Thằng cu gấu này thì nó bảo nó toàn là nói Đợt trước vô ích. kệ kệ không, mình cứ hỏi cho vui thôi em ạ, chứ mình để ý gì không nói em ạ. Cái đợt trước anh nói nhạn đấy, có một ông em nào em ạ, là có kiểu vào thách đố anh em ạ. Anh cho cái địa chỉ luôn đi mà, đấy có gì đâu. À anh á, anh mở quán đấm lưng ở trong Kim Sơn em ạ. Chưa, mình chưa Đấm mở lưng em quán, ạ. chưa có vợ đâu. Nó hai liên thiên mà anh. Anh Sơn, anh Việt. Kệ nó Chị ấy khác, mà. Mình nói nào chuyện hai với cái tôi, thằng mình kệ nó ai cái gì. hỏi anh Việt có vợ chưa, thì câu này bây giờ hỏi anh Việt có vợ chưa thì hơi ấy rồi. Hỏi thế thì hơi bị thừa Chắc nhỉ, nói thế thì chán nhỉ. Nói thế, chào nhá. thôi đừng có nói chuyện À, với anh Việt con xuống đi cho nghe. em mời nói chuyện. Em mời nói đi. À, anh ơi, nó hỏi em có vợ chưa đấy. Em ơi, có vợ chưa? Em chưa, em vợ con gì đâu anh. Ôi, thế gì rồi em ơi? Phải lấy chứ. Không, em mấy rồi nhưng mà em giới em ở mình thôi à, bây giờ ở người yêu thôi, vợ con thì anh, bây giờ mình có tuổi rồi không vợ con đi ạ, tránh nha. Lại kia thò nó lấy. Em ơi, à, nói thật với em là Sơn bây giờ này, bảo vừa nhắc anh là Sơn có xong vợ này chị này, chưa. vừa nhắc anh Sơn xong nhá, Sơn nào còn Sơn đâu, cái vừa Sơn nhắc nào anh còn Sơn Sơn xong, xong đây này, anh vào luôn đây này, đấy nhà vừa lắm, nhắc anh Sơn xong đây này đấy. nhà lắm. Anh Sơn ơi, sao này, vừa nhắc đến anh xong rồi em tưởng anh chưa ngủ, ai em Ôi tưởng anh ngủ rồi, rồi. Quốc Khánh nghe, Thế Quốc sao Khánh không nghe, ngủ, Quốc em Khánh mở bảo ra không, em anh nhìn Phương thèm quá, đương nhiên là phụ nữ mà, hôm nay Phương hôm nay hơi bị đẹp luôn đấy. anh Sơn này, anh Sơn sinh năm 72 anh Việt ạ. Anh Sơn sinh năm À 72. em chào anh Sơn nhá. Chào em. Vâng Anh chưa vâng ngủ à? vâng em bình Chưa, thường anh vừa đi về. Anh à Sơn lên đợt này anh hơi bị hot ở TikTok anh Sơn nhá. thế Anh ạ. lên TikTok bò bò đúng anh Sơn hôm ơi, nào anh luôn. bảo chị Phương bảo em Cả tranh một bài. YouTube luôn anh ạ. Đúng Anh ai rồi, là người anh đưa anh Sơn giờ vào này TikTok, hot thật đấy, ai là người đưa anh vào chơi TikTok? Em nói với chị nhé, thật. anh Sơn anh còn đăng video đều hơn cả chị đăng cơ, em nói cho... anh đăng liên tục luôn, anh đăng nhiều.
Nhưng Như mà kể là anh em ông bảo phải có nói cái thằng là em nó bảo là anh Sơn người trước có 3 tháng anh được 5.000 mà em chửi nhau 3 năm thì mày đã được 1.000 à, được 2.000 mấy. kiểu Ai cười. anh Sơn nghịch nhỉ, đang còn tí tông nhảy hơi bị nghịch đấy. Cứ như trẻ thơ, cứ như trẻ thơ. Mình đôi khi phải phải như thế chứ. Vâng, anh ấy cho nó trẻ tội gì anh ạ? Đúng rồi. Anh Sơn ấy, vợ anh sinh năm 96 nhé. Vợ anh Sơn sinh năm 96 mà anh Sơn sinh năm 72. Ôi Thế dồi, đùa ông anh, của ông anh, em mèo cỏ ông anh đấy. là Đấy. đấy. Em nói để cho anh Việt nghe này. Anh Ừ. Sơn với em ấy không khác gì anh em ruột. Ừ. Trên cuộc đời này chưa có ai em xuống đường cả, có một mình anh đấy. Không, em thật, có mình em xuống đường với anh Sơn. Anh hỏi anh Sơn xem. Về Chị nhà rồi, ơi, về nhà rồi. về nhà rồi à? chị vừa về nhà xong biết mở Anh cam không, bấm vào cái mic của anh xong bắt đầu là bấm vào cái camera. Không, Phương là có cu là mấy tuổi rồi nhờ chị à, Phương nhỉ? Phương ơi, dạ cu nhà anh Sơn là mấy tuổi nhỉ? có một tuổi em ạ, hơn tuổi. Ôi mới anh mới ơi, bé anh anh ta Sơn đúng ơi, ơi niềm hạnh phúc lớn nhất của anh đấy, ai ai bảo thế, cảm ơn em. hơn một tuổi. Sướng Ai nhỉ. bảo thế không? Em cũng đang anh ơi, em thì giờ số em nó hơi long đong anh ạ, hai vợ hai đứa con trai, giờ đang tính thêm vợ nữa, đẻ thêm đứa con trai nữa là ba vợ ba đứa con Đúng trai. rồi. Mà tìm đến đứa để em đứa lại. Tìm đứa nào. Nhưng mà Lần anh đầu Sơn tiên là đó mà nó đang lôi em, nó dọa nó đang lôi anh ra để dọa em ấy, bảo là tao chắc anh. anh Sơn luôn. Có đúng Phương cần gặp Phương sợ rồi, anh cũng sợ mà. anh vừa đi về nhà nhưng hai người vừa về. Em cũng vừa vừa đi uống rượu ốc về đây chứ, em cũng vừa đi uống rượu ốc về về đây chứ. Bây giờ buồn quá, mình chơi cái này đỡ buồn. Vâng anh, em lòng Phương ơi. Bảo đi ra đi, không qua bảo ra đi Đấy, thì không ra, xong rồi còn bận quá thì mẹ dạo này bận quá. ngày mai chị mà đi tỉnh á thì là chị thì không ra, nhưng ngày kia ra. Mấy Ngày kia kia ra nhá. ok Kia ra đi. đủ mấy anh em mình ra ngồi luôn đi, vui. Anh Đi thích ra giao đi lưu ngồi. của anh thích giao lưu của thằng cu em mà chửi nhà Hải Phòng ấy. Chu đi em, nói thật với chị là chị đừng bao giờ chị so anh Sơn với cả Nhạn. Nhạn nó là một cái tầm cỡ, nó chỉ dưới đáy thôi chị, gia đình so với anh Sơn. Đấy, em nói thật. Dạ. Anh Sơn này, tôi anh ơi, nhạn thì Ừ. nó ở cái tầm khác anh Nhìn biết mà. ạ. Buồn Là cười đừng 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 so sánh như thế. mà xem anh chị nói nó là chị cười đau nó bụng luôn. bị cập khiễng quá em ạ. Quá khập khiễng Đấy. Nếu không phải anh À em quan mình trọng. đứng ở trên đó, anh em trên mạng ai cũng phải kêu kể hiệp đen là biết em hiểu không? Ai cũng phải nói nhá, kể Đúng cả là rồi, gần cái nhà ý nó nó luôn. thì mẹ vừa phải thôi hiểu Nó lèm nhèm ấy, nó dựa vào cái tiếng của anh Hải để nó muốn kiểu là lấy một tí tiếng tăm để nó bán hàng ấy mà đúng anh rồi đặc biệt mà đúng rồi. Hôm nào anh mà chị sẽ tỉnh ơi ăn lẩu thì mấy em ăn luôn nhá. tiêu phu chị đốn củi ơi, hôm nào anh sẽ lên hát cho em nghe nhá, ơi tiêu hôm nào anh em giao lưu karaoke phu em hát cũng, à, anh hát hơi bị hay đấy Phương ạ. khóc Phương này, vâng anh hát hơi ạ hay đấy. Chuyến đi này dạ vâng đến bến nào. không khắc chiến này ai có phải chiến bến đâu. ngồi live anh ơi, anh Sơn Ơi hôm qua ngồi live stream đến gần 6 giờ sáng. rồi đi phải biết Anh nghe hôm nay anh bình bồ anh ấy khai trương cái bữa hải sản, nữa. anh ấy mời em là 11 giờ để đi khai trương đấy. Hôm nay đông lắm, anh em đông rất là đông luôn. Em 10 giờ em dậy em đi toilet rồi em nhắn tin cho Hiếu ấy, mà Hiếu ơi có đi không, em nhắn tin nó xong em ngủ tiếp, mà anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại ông bình rối em luôn. Rồi anh bình Mời mời rối gặp đi thì là sao? Đi Được anh lắm, quái sắp rồi anh em cho cả nhà mình mỗi người một cái follow nha anh em nhé. Sau bằng nghe kia chị nói anh em nhé. Cho mỗi kia người một cái follow đi. bọn nào